Xin chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến Asian Cup 2023 tính đến thời điểm hiện tại. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Như vậy là trong ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển Indonesia đã không có gây được bất ngờ trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn họ tại vòng 1/8 Asian Cup 2023, đó chính là đội tuyển Australia. Thực tế thì đội tuyển Indonesia đang có một kỳ Asian Cup đạt mục tiêu cho đến thời điểm hiện tại. Họ vượt qua được vòng bảng và rất kịch tính bằng chiến thắng duy nhất trước đội tuyển Việt Nam. Trên thực tế thì đội tuyển Indonesia đã nhập cuộc rất chủ động với phần nào đó có được một thế trận tốt trước người Australia. Thật là bất ngờ khi chính Indonesia mới là những người có được cơ hội rõ ràng đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên thì thầy và trò huấn luyện viên Shin Tae-yong lại bị thủng lưới theo một cách không hề may mắn ở bàn thua đầu tiên. Sau bàn thua thì rất bất ngờ khi Indonesia đã dồn lên tấn công và là những người cầm bóng nhiều hơn và cố gắng tìm bàn gỡ. Đội bóng xứ sở vàng đỏ đã tung ra rất nhiều những cú sút nguy hiểm về cầu môn của khung thành đội bạn. Tuy nhiên thì Australia cho thấy đẳng cấp của mình khi tận dụng cơ hội cực kỳ tốt. Phút thứ 44 thì Bole băng vào đánh đầu nhân đôi cách biệt sau pha căng ngang rất khó chịu. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0. Và sang đến hiệp 2 thì Australia tiếp tục thể hiện sự già dơ của mình. Họ không quá đẩy cao sức ép mà phần nào đó để cho Indonesia cố gắng tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của Australia quá chắc chắn khiến cho các cầu thủ Indo không thể tạo ra được những tình huống hãm thành rõ rệt nào. Cuối trận thì đội tuyển Australia lại kết liễu Indonesia và dập tắt mọi hy vọng có được cơ hội của người Indo bằng hai bàn thắng chóng vánh. Chung cuộc thì đội tuyển Australia đã tiến vào tứ kết với chiến thắng 4-0 cách biệt trước Indonesia. Một chút số liệu thống kê liên quan đến trận đấu này thì đội tuyển Indonesia cầm bóng lên đến 49% so với 51% của Australia. Có thể nói đây là một số liệu cho thấy đại diện đến từ Đông Nam Á cũng không hề lép vế hoàn toàn về mặt thế trận so với Australia. Tuy nhiên thì họ không cụ thể hóa được bằng những bàn thắng mà thôi. Trong khi đó thì số thẻ vàng của Indonesia cũng như thường lệ lại nhiều gấp đôi so với đối thủ. Họ nhận 4 thẻ vàng so với 2 chiếc thẻ vàng của Australia. Những cú sút trúng mục tiêu của Indo cũng rất là tốt khi họ có 5 cú sút trúng mục tiêu, còn Australia có 7 cú sút trúng mục tiêu và họ cụ thể hóa thành 4 bàn thắng. Trong khi Indonesia lại không thể chọc thủng lưới Australia dù chỉ một lần. Trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu này thì huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia không ngăn được dòng lệ của mình ở trên khóe mi và cụ thể ông đã chia sẻ như sau. Trước khi đến với phần chia sẻ sau trận đấu thì chúng tôi cũng xin phép được nhắc lại một phát biểu của chính huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong ở trước buổi họp báo này. Thì trước buổi họp báo trước trận đấu giữa hai đội bóng thì ông Shin Tae-yong cũng đưa ra một câu nói có thể nói làm dậy sóng bóng đá của châu Á cũng như là Đông Nam Á. Cụ thể thì ông nói: "Đội tuyển Úc có 70% cơ hội chiến thắng chúng tôi, nhưng tôi hy vọng đội tuyển Indonesia có thể vượt qua được đội tuyển Úc để được đấu với Hàn Quốc ở tứ kết. Toàn đội đã vượt qua được một vòng bảng khó khăn, nên không điều gì chúng tôi không làm được. Đội tuyển Úc hãy cẩn thận với Indonesia. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Sức mạnh của chúng tôi là không thể xem thường. Cuộc so tài sắp tới này sẽ rất là hay và nếu chủ quan, đội tuyển Úc sẽ phải trả giá đắt." Đó chính là nguyên văn câu nói của huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia trước trận đấu này. Và quý vị và các bạn cũng có thể thấy được là Australia họ không nói nhiều và họ đã thể hiện ngay ở trên sân, vùi dập Indonesia với 4 bàn không thương tiếc, mặc dù họ chơi vô cùng đơn giản và vô cùng thong dong. Quay trở lại với màn phát biểu sau trận đấu của huấn luyện viên Shin Tae-yong, cụ thể thì ông thầy này mắt đẫm lệ và nói: "Chúng tôi không ngờ là đội tuyển Australia lại có thể mạnh mẽ đến như thế. Phần lớn thì Indonesia rất ít khi gặp với Australia trong giai đoạn gần đây, nên chỉ xem qua những băng ghi hình cũng như là những trận đấu, những tư liệu trận đấu, khiến cho chúng tôi cũng không mường tượng được là sức mạnh của Australia là mạnh mẽ đến như thế. Tuy nhiên thì việc đội tuyển của chúng tôi, Indonesia có thể cầm bóng được nhiều trước một đại diện là top đầu của khu vực châu Á, đây cũng được xem là một thành công của đội tuyển Indonesia hiện tại. Mặc dù là thua nhưng chúng tôi vẫn cho thấy được là tinh thần không bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối cùng. Các cầu thủ của chúng tôi đa phần là những cầu thủ trẻ và chắc chắn chúng tôi sẽ tiến bộ sau những trận thua như thế này. Và đặc biệt tới đây chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026. Đặc biệt là hai trận đấu tới khi chạm trán với đối thủ Việt Nam đầu tiên vào tháng 3 này. Tất nhiên là chúng tôi sẽ tận dụng những quân bài tốt nhất có trong tay để có thể hạ đội tuyển Việt Nam cả trận lượt thêm một lần nữa ở cả trận lượt đi lẫn trận lượt về. Lúc đó thì đội tuyển Indonesia cũng có được một tầm vóc nhất định tại khu vực Đông Nam Á. Họ sẽ không thể xem thường một đội tuyển của chúng tôi với nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội hình của chúng tôi là một, Indonesia là một. Và tất nhiên chúng tôi sẽ chiến đấu để mang về vinh quang cho màu cờ sắc áo Indonesia. Hẹn gặp các bạn tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 được tổ chức vào tháng 3. Như vậy là với màn phát biểu sau trận đấu này thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được
Huấn luyện viên Shin Tae-jong có vẻ cũng đang khá là cay cú với trận thua với đội tuyển Australia, mặc dù trước đó ông rất hùng hổ để phát biểu rằng đội tuyển Indonesia hoàn toàn có thể đánh bại được Australia ở lượt đấu vòng 1/8 này để có thể mơ ước mơ gặp đội tuyển Hàn Quốc, quê hương của ông, ở vòng đấu tứ kết. Tuy nhiên, điều đó dĩ nhiên là không thể thành sự thật. Nhiều người cho rằng thì huấn luyện viên Shin Tae-jong phát biểu như vậy trước trận đấu là vì ông muốn khích tướng cho các học trò của mình thi đấu phấn chấn và hưng phấn hơn trước trận đấu. Tuy nhiên thì với nhiều người trong giới mô điểu cho rằng với đẳng cấp và vị thế của Indonesia hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-jong không được phép nói ra điều đó. Mà điều này cũng chẳng lạ gì với huấn luyện viên Shin Tae-jong khi mà nhiều lần trước khi chạm trán với đối thủ là đội tuyển Việt Nam hay là Thái Lan dưới chiêu đài của huấn luyện viên Park Hang-seo hay là huấn luyện viên Manopon King thì huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc Shin Tae-jong này thường đưa ra những nhận định và những dự đoán trước trận đấu rằng đội tuyển Indonesia hoàn toàn có thể đánh gục được Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên thì như các bạn cũng đã thấy, trong 5 năm vừa qua dưới chiêu đài của huấn luyện viên Park Hang-seo thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia không làm được điều gì lớn lao trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Quay trở lại với lời phát biểu của huấn luyện viên Shin Tae-jong, một ý mà chúng ta cần lưu ý đó chính là việc ông hứa hẹn sẽ quay trở lại ở vòng loại thứ 2 FIFA World Cup được tổ chức vào tháng 3. Ở đó thì Indonesia sẽ có 2 trận đấu lượt đi và lượt về đối với đội tuyển Việt Nam. Và đây cũng được xem là thời hạn mà VFF cho huấn luyện viên Philippe Duché có thể thể hiện những tài năng của mình với những quân bài lúc đó thì được xem là đầy đủ những binh hùng tướng mạnh. Với chiến thắng gần đây nhất trước đội tuyển Việt Nam và có được một trận đấu ở vòng 1/8 thì chúng ta cũng thấy được là Shin Tae-jong đã tự tin hơn rất nhiều khi phát biểu những lời nói đó sẽ hạ gục đội tuyển Việt Nam cả trận lượt đi lẫn trận lượt về để có thể hy vọng vào tấm vé vào sân chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đây chắc chắn là một thách thức lớn dành cho đội tuyển Việt Nam khi mà người Indo đang rất quyết tâm sau những thành công ban đầu tại Asian Cup 2023. Nhìn cái cách mà Indonesia thi đấu với Australia ở hiệp 1 và cũng như là cuối hiệp 2 thì đội tuyển Việt Nam dưới chiêu đài của huấn luyện viên Philippe Duché cũng thực sự đáng quan ngại khi chúng ta thường xuyên ra sân với những đội hình có thể nói là trẻ và phần lớn là ít kinh nghiệm. Khi chạm trán với một Indonesia có thể nói là tiến bộ từng ngày như thế thì Việt Nam cần phải cải tổ rất nhiều ở trong tháng 3 tới đây. Hy vọng thì thầy và trò huấn luyện viên Philippe Duché sẽ chân cứng đá mềm và thi đấu tốt với những chiến thuật mà huấn luyện viên Duché đã đưa ra, cũng như là ông thầy người Pháp sẽ tiếp thu những góp ý đến từ vị trí của người hâm mộ dưới mô điều rằng hãy tin tưởng những công thần dưới chiêu đài của huấn luyện viên Park Hang-seo như là Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tuấn Anh hay là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài để có thể có được một đội hình tối ưu nhất để giành chiến thắng trước đội tuyển Indonesia ở 2 lượt trận tới đây. Nếu như thất bại thì chắc chắn chiếc ghế của ông thầy người Pháp sẽ bị lung lay và gần như là chắc suất bị sa thải. Nói tóm lại là chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem. Với những màn thể hiện tốt của Indonesia ở giải đấu năm nay, cộng với những hứa hẹn của huấn luyện viên Philippe Duché và VFF vào tháng 3 tới thì chúng ta chắc chắn sẽ có 2 trận đấu đáng để chờ đợi. Sau tất cả, quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến của mình ở dưới mục bình luận và nhớ lại đăng ký kênh để luôn theo dõi chúng tôi mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.